ok đúng không? Dạ. Khi người ta hốt bụng vô thì mình hốt hốt nhẹ đi luôn, mình sẽ đánh giá đây là da thừa mỡ thừa Dạ. ha. Không thấy độ dài là hốt bụng đẹp không, đâu cần gì bóp căng cơ không, phình thấy sổ ra không, có nghĩa phình ra tối đa đi bác. Thấy giờ thì cũng nhìn nè, hồi nãy bác đo từ đây có nghĩa là cái độ phình của chị nó lên tới đây rồi, đồng ý không? Dẫn đến cái câu chuyện đối với cái căng cơ thành bụng trong sau chi khí khanh sanh nở nó đã giãn ra nhiều rồi. Nếu cắt da và mỡ nó quá đơn giản và bụng nó vẫn còn phình thì tư thế phình, cho nên cái bụng này mình muốn đẹp, mình muốn làm đúng thì mình phải bóp căng từ đây xuống tới dưới này, có nghĩa là sau khi hút mỡ để cho nó giải phóng giữa cái mỡ mô trước với cái thành bụng trước là rồi, thì lúc đó mình sẽ rạch cái đường mổ này theo cái đường mổ cũ này đây này, thấy không? Thấy đây hồi xưa có đường mắt con này thì cái đường này nó hơi thấp nhưng mà mình sẽ đó, mình phải đi cái này ha, mình đi qua đây thấy không? Cái cắt da để mình biết xác định tận cùng của đường mổ đâu là khi mình đây, ví dụ cái đường mổ này thì bắt buộc mình phải làm sao đến khi mình khép vậy nó không có một cái mỏng chó này, có nghĩa đường mổ nó có sẽ phải cái tới đây, hiểu hiểu đó đúng không? Mình sẽ cắt thấy để chi, mình cắt thấy cái da thừa này đi. Cái bụng của mình á là cái rốn từ hồi nãy bác nói từ đây là 14, ngược lại đây có 11, hiện tại chưa làm gì hết đã đo được cái da cắt là tối thiểu phải tới đây đúng giờ đó nè, chưa làm gì hết là phải da này khi nó kéo xuống thì dẫn đến cái khoảng cách từ rốn với huyết mộ nó quá ngắn, có nghĩa là rốn dưới đi nó rất là sâu, cho nên bắt buộc phải dời cái rốn đi chỗ khác. Sau khi giải phóng ra rồi bóp cái căn cơ lại thì kéo cái da xuống thì phải đục cái lỗ khác cho cái rốn nó chui ra ở một cái vị trí phù hợp, làm sao cho cái tỷ lệ từ cái mũi ức tới cái rốn và từ cái rốn xuống cái xương cái vi mổ nó phải cần tối thiểu từ cái như cái bụng của em thì tối thiểu từ cái rốn xuống cái đó nó còn phải quanh 10 cm, hiện tại nó là 11 đến 11 rưỡi thì mình phải để lại cho nó cái vị trí nó khoảng 10 đến đến 9 rưỡi là tối thiểu, thì khi đó nhìn vào cái bụng nó mới cần. Cái này là mấy bác sĩ khác không để ý. Thứ hai do vậy khi mình giờ cái rốn dài thì rõ ràng cái bụng của em khoảng này lại có 14 thôi, có nghĩa là cái bắt buộc phải dưới cũng phải trường quyết để kéo nó xuống, đồng ý không? Cái rốn nó chỉ dịch chuyển từ dưới lên trên thôi ở cái vị trí so với cái da hiện tại, thì do đó bắt buộc nó sẽ có một cái đầu này, nó sẽ có một cái đầu tròn này, phải không? Nó sẽ có một cái vòng tròn này, thứ hai nó sẽ có một cái mũi dọc vì đâu có cắt hết được đâu, em hiểu không? Thì cái bụng sau khi có tháo được bụng em nó sẽ phải có cái mũi như vậy là được chỗ này quanh rốn và một đường dọc, còn bên hai bên thì vẫn phải hút bắt buộc mỡ. trong cái động tác hút mỡ nó có hai cái vấn đề mình có mục tiêu mình phải hút, thứ nhất đây cũng phải hút này, thấy nó đụng là nguyên cục không? Thứ đây cũng phải hút bớt này, đặc biệt là cái vùng này cũng phải hút bớt. Hút nó sẽ thứ nhất là mình chừa một cái lượng mỡ vừa phải nó phù hợp, ví dụ như cái vùng mỡ phù hợp của em là hiện tại là đang ở đây này, em hiểu không? Thì hút sau nó giống giống như vậy để chi khi mình kéo nó vào nó phải ok, đó là cái chuyện là cho nó điều cái lớp mỡ. Cái thứ hai đó là để cho nó giải phóng từ cái thành bụng trước, có nghĩa lớp mỡ và mô mềm ở phía trước ra khỏi cái căng cơ thành bụng phía trước và bay để mình kéo cái da nó vô, em hiểu không? Vì khi mình hút như vậy là mình không có triệt thần kinh, mình không triệt mạch máu, thì cái đó chính là để giữ lại, thì coi như là chỉ một lớp mỏng rất mỏng phải không bác? Thì nói chung là hút cho nó giống như đây này, cho nó giống đây. Còn cái này là ở phía dưới là cơ, là giống như mình phải phải bóp lại, bóp lại nó gọi là overlap á. Dạ. Phải overlap lại, ví dụ nó đang bung như này overlap lại. Cũng có nhiều lớp. Vậy là cái này chị là qua đây ba hình thì đó là một cái bụng thô tan là làm vậy đó, cho nên một cái bụng là nó rất là lâu, ví dụ cái bụng này là phải làm cũng coi như cô này là phải làm 3 tiếng rưỡi, riêng cái bụng không là 3 tiếng rưỡi đấy. Tại vì thứ nhất là cái thời gian mà khâu á nó tốn cả trăm tiếng rồi, nguyên cái đường mà khâu hai lớp nó là 4 tiếng rồi, chị phình bụng là phải làm rốn nữa, coi như là vừa cái cơ trên đây vừa cái rốn rồi thêm cái đúng rồi, nó lâu thì nó nhiều cái cộng đoạn, những vấn đề gì bắt làm thì nó cũng nhanh hơn. Cũng sử dụng là cũng đi cái một đêm thôi ở làm một đêm thôi cái lịch đó thì mấy em nó sẽ báo từng ca, sau khi làm nó sẽ có mỗi người nó sẽ có một lịch tái khám riêng. Nhưng mà bác cho hợp hợp để tụi em biết sắp xếp công việc là cô đó ở đâu thường rồi. Thường hôm nay mổ ngày mai các em sáng nó sẽ thay băng, nó thay dẫn lưu này kia, ngày hôm sau không cần tới, có thể ngày hôm sớm tới nữa mới coi lại, có nghĩa nó giãn ra, rồi xong đó thì có thể là 2 ngày sau quay lại, thường thì bụng thì sẽ cách ngày, khi mà cái ống mình rút đi rồi có thể là trong vòng khoảng 3 ngày đầu mình sẽ rút cái ống đó,
thì sau đó mình bắt đầu mình sẽ quay lại cái kem cắt chỉ thôi. Dạ. Còn kính mắt thì sao bác, nếu mà làm là làm luôn được này đó hay là làm luôn được? Làm luôn được. Đó là cái mắt trước rồi làm bộ sau. Dạ.